Sau nhiều đồn đoán, Philip Nguyễn chính thức hé lộ tương lai. Ngôi sao Việt Kiều Philip Nguyễn đã lên tiếng về những vấn đề liên quan tới tương lai của bản thân. Thời gian gần đây, thương vụ chuyển nhượng giữa Philip Nguyễn với Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tốn nhiều giấy mực của báo giới. Tân binh v league 2023 điện tên thủ môn Việt Kiều vào danh sách đăng ký thi đấu nhưng hiện tại Philip Nguyễn vẫn chưa thể sang Việt Nam. Ngày 29 tháng 1 Philip Nguyễn ra sân bắt chính trong trận đấu giữa Slovako vs SK Dynamo. Công ty đại diện của anh vẫn chưa tìm được người thay thế Philip Nguyễn trong khung gỗ. Do đó, Philip Nguyễn vẫn chưa thể khoác áo Công an Hà Nội. Phát biểu với truyền thông về những vấn đề liên quan tới tương lai của bản thân, thủ thành sinh năm 1992 cho biết: "Tôi vẫn còn hợp đồng với Slovako và luôn trong tâm thế chuẩn bị ra sân." Tôi không rõ tiến trình đàm phán trong vụ chuyển nhượng. Tôi đang hướng tới trận đấu gặp Olomouc trên sân nhà. Tôi luôn nói rằng điều gì đến sẽ đến, nó là việc cần diễn ra. Tôi từng ở trong nhiều hoàn cảnh tồi tệ vì áp lực rồi. Tôi không muốn tốn thời gian cho việc này. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng mọi người chú ý vào màn trình diễn của tôi hơn. Như vậy, có thể thấy rằng Philip Nguyễn vẫn đang để ngỏ khả năng gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội từ đầu mùa V-League 2023. Liên quan tới vị trí thủ môn, có thông tin cho rằng đội bóng này còn chiêu mộ cả Patrick Le Giang. Tuy nhiên, Patrick Le Giang sẽ chơi ở phố Hiến theo dạng cho mượn. Hiện, câu lạc bộ phố Hiến đang thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia. Trước đó, Philip Nguyễn từng có mặt ở Việt Nam vào hồi tháng 12 năm 2022 anh đưa theo gia đình về thăm Việt Nam và đi tham quan một số địa điểm ở Hà Nội, Hải Phòng. Đồng thời, ngôi sao Việt Kiều còn chụp ảnh tại trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khi đó, nhiều khán giả kỳ vọng vào quá trình nhập tịch thành công của thủ thành này. Về phía câu lạc bộ công an Hà Nội, bên cạnh các tân binh nổi tiếng, Đội bóng này cũng ký hợp đồng với tân huấn luyện viên Paulo Foia, quốc tịch Brazil. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn